trời, sao mà mỏi ngủ quá vậy nè. Trời ơi, sống làm gì nữa, chết đi rồi. Trời ơi, là trời. Chú khổ quá chú ơi, gia đình nghèo khổ không có tiền ăn, bây giờ ba đứa nhỏ ở nhà không biết lấy gì cho nó sống. Chú phải nghĩ giùm coi. Anh sao vậy? Con cái nuôi không nổi, vợ cũng làm, tôi không biết làm gì để sống hết á. Chưa có tiền cho chút đỉnh đang về mua cháo cho tụi nó ăn chứ còn. Thiệt là dạ, tôi thì giờ tôi. Nhưng mà rốt cuộc thì là sao? Anh nói rõ đi. Khổ quá, nên tôi mong anh giúp đỡ giùm cho vậy thôi. Dạ, coi chút. Giúp đỡ hả? Dạ, anh có tiền. Tướng tá anh dày, ăn mặc dày mà đi xin ăn thì tôi khổ cái gì phải không? Dạ. Bứt cỏ ăn đi, xin làm gì? Ông nạn không cho tiền còn chửi nữa. Ừ mà thiệt, tướng mình vậy chưa khổ ai cho, nói cũng có lý, muốn chơi thì chơi, khổ nữa coi nó ra làm sao. Có đâu rồi trời ơi. Chú ơi, chú ơi, chú trời ơi, chú có điên không mà sao chú ăn cỏ? Đói quá, đói quá phải ăn cỏ hay sao bây giờ? Trời ơi, đói mà ăn cỏ hả? Rồi không có sao hết hả? Không sao, bà thấy sao? Mấy con bò, con trâu, con nào ăn cỏ nó cũng bự, con voi nữa. Bây giờ gia đình đừng có gì ăn, đành phải ăn cỏ. Chú ơi, tội nghiệp quá. Thôi bây giờ chú về nhà tôi nha. Ôi, để làm gì, tôi xin tiền, có tiền tôi lo cho gia đình tôi, trời ơi. Chú ơi, tôi không có đem tiền đây, chú đi về nhà tôi, chú sẽ được ăn no đủ. Không được, nhưng mà bây giờ về tôi còn vợ con, tôi nữa vợ, ba đứa con, bốn người nữa. Tội. Nè, vợ con chú đâu, nói đi, tôi kêu taxi chở lại nhà tôi. Về nhà bà hả? Ừ. Về nhà bà rồi vợ con tôi với tôi giúp được gì cho bà? Trời ơi, giúp nhiều lắm á chú ơi, tôi mang ơn gia đình chú vậy lắm á. Trời ơi, chú biết không, cả tuần lễ này là nhà tôi cỏ mọc cao này, không có ai bớt hết trơn á. Gia đình chú ăn giúp cỏ giùm tôi.